Xin chào các bạn, hôm nay thì Tiến xin phép được hướng dẫn đến các bạn bài Tình yêu mến của tác giả Cao Huy Hoàng. Bài hát viết ở giọng rê thứ. Xếp theo tự nhiên chúng ta sẽ có các hợp âm cơ bản rê thứ, mi giản, pha trưởng, son thứ, la thứ hoặc la trở, suy giáng trưởng, đô trưởng và cái thứ. Cái phần hòa âm mà các bạn nhìn ở trên của máy ấy, nó nhiều khi nó ghi hòa âm hơi phức tạp, tôi nhìn tay để xác định kỹ hơn đó âm gì nhé. Thì đi vào đầu bài hát luôn, chúng ta sẽ có hai ô nhịp, hai cái dòng đầu chúng ta phân tích ấy. Từ cuộc đời này con có gì dân chúa đâu, những luống cày sâu trời tối mau cho chưa kịp về. Ở đây chúng ta nhìn thấy giai điệu, các bạn sử dụng một cái màu sắc âm nhạc ở đây là ngũ cung, đó là gồm 5 nốt rê fa son la đô, hoặc có thể đảo thành đô rê fa son la. Ngũ cung ở đây tức là 5 nốt rê fa son la đô, tất cả phần giai điệu đều dùng như thế cả. Và cái màu hòa âm chỗ này đương nhiên cũng thuộc về màu dân ca, màu ngũ cung. Đó. Sẽ dùng màu như thế. Thì ở đây khi đệm chúng ta sẽ cuộc đời này chúng ta dùng rê thứ này, con có gì là si giáng trưởng này, mà dâng là đô trưởng này, chúa đâu là pha trưởng. Tiếp theo những luống cày sâu trời tối mau cho chưa kịp về, thì ở ô nhịp thứ 4 trước cái câu những luống cày sâu chúng ta dùng một chút la thứ ở đây để coi như là một sự chuẩn bị để sang chữ sâu là rê thứ. Thực ra chỗ này cũng có thể, nếu mà muốn phức tạp hơn một chút và hay hơn chút thì chúng ta chúa sang si giáng trưởng này, những luống cây sơ đấy, thì chúng ta sẽ đô rê đô son la, thì chúng ta sẽ lại dùng một lần nữa thủ pháp dùng cái vòng hòa âm si giáng đô và pha để thay cho những luống cây sâu đó, những luống cây sâu đó vang thế. Hoặc là nếu đơn giản chúng ta sẽ làm như trên màn hình các bạn nhìn, đó là la thứ rồi sang rê thứ đó. Tiếp theo điều chúng ta cần quan tâm kỹ ở đây đó là trời tối mau cha chưa kịp về, đây là hòa âm chúng ta cần phải lưu ý này. Trời tối mau cha chưa kịp về, hoặc là trời tối mau cha chưa kịp về, tối mau chúng ta son trưởng này hoặc là son thứ đều được, cả hai màu đều mình đều thích dùng cả, tùy các bạn lựa chọn là màu nào để dùng nhá. Cái chữ chưa kịp về, chưa thì chúng ta nên để âm pha bát la đã, đó rồi mới đầu mới sang la thứ bảy. Nếu chúng ta dùng la thứ bảy luôn thì cũng được, nhưng nó hơi ngang một chút. Trời tối mau cha chưa kịp về thì nó sẽ hợp lý hơn. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đến những ô nhịp còn lại của phần phiên khúc. Đó là câu mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm áo. Ở đây chúng ta lưu ý này, mẹ bận rộn, mình ở đây sẽ dùng hợp âm la thứ 9. Mẹ bận rộn từng ngày lo, mình dùng hợp âm mi trưởng bát son thân. Sau đó đến no cơm, mình có thể dùng hợp âm mi thứ bát son, rồi ấm áo, rồi chúng ta sang son thứ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, phần chữ xanh là mẹ bận rộn la thứ 9 này, từng ngày lo no cơm ấm áo. Chữ áo này chúng ta bắt đầu mới sang mi thứ bát son, tức là một cái cách thứ nhất là hợp âm nó sẽ qua sớm một chút, nó sẽ qua mi thứ bát son đã, rồi bắt đầu mới sang son thứ. Cách thứ hai thì nó qua từ từ, mỗi một ô nhịp một hợp âm, mẹ bận rộn
từng ngày lo no cơm ấm có chi đâu. Đấy, tức là có hai cách như vậy. Các bạn nhìn trên trên màn hình các bạn thấy nhá. Mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm áo rồi mới sang son thứ có chi đâu. Sau khi chữ âm áo áo xong, chúng ta sẽ dùng hợp âm son thứ. Sau đó có chữ có chi, chúng ta dùng âm đô bảy. Có chi, có chi đâu. Đâu ở đây chúng ta sẽ dùng hợp âm pha major 7. Chúng ta dùng mi dim hoặc là mi dim hoặc là mi thứ bảy dáng năm cũng được. À, chúng ta đánh thêm nốt re thì nó sẽ thành mi thứ bảy dáng năm đúng không? Còn không thì chúng ta sẽ dùng mi dim thôi. Có chi đâu, có chi đâu, ngài ơi có chi sông. Theo giai điệu ấy. Có chi. Lại các bạn nhìn tay mình bấm này. Có chi. À, hoặc là có chi đâu ngài ơi có chi sông ngài. Ngài ơi có chi sông ngài. Sang phần điệp khúc này. Con xin biến sông lên tình yêu mình. Thì sang phần điệp khúc này chúng ta sẽ con xin tiến. Ở đây chữ tiến chúng ta dùng hợp âm si giáng trưởng. Con xin tiến. Sau đó chúng ta lướt qua hợp âm re 7 dâng lên. Tình chúng ta sẽ sang hợp âm đô 7 hoặc đô 7 giáng 9. Tình yêu mình. Mình xin nói lại này. Con xin tiến là si giáng trưởng này. Dâng lên ta sang son thứ. Sau đó tình chúng ta sang đô 7 hoặc đô 7 giáng 9. Tình yêu mến. Tổ hợp ở đây hợp âm sẽ là si giáng nửa ấu nhịp. Sau đó đến re 7 nửa ấu nhịp. Sau đó sang son thứ nửa ấu nhịp. Đô 7 giáng 9 nửa ấu nhịp. Rồi lại sang pha trưởng hoặc pha major 7 thì càng hay. Đó. Thì chữ con dâng tiến này thì chúng ta có thể dùng là cái chữ con ta dùng re thứ này. Con dâng. Con dâng tiến. Đấy, xin lỗi. Con xin tiến. Con này. Xin ở đây chúng ta dùng hợp âm la giảm bát đô này để tạo ra một cái tuyến re đô si sang út sang si giáng. Con xin tiến. Hoặc là nó chính thực ra nó chính hợp âm pha 7 bát đô đấy. Con xin tiến. Và chúng ta có thể ba nốt thôi cũng là hay đó. Sau đó con thứ này tình yêu đó, rồi lại sang si giáng và thứ bảy nhớ những hy sinh
là chúng ta sang mi dim, hoặc là bạn lấy giỏi hơn lấy thêm nốt re nữa thì sẽ thành là mi thứ bảy dương âm. Đó, ước đường êm ấm lại la bảy gia đình. Chúng ta có thể thấy rằng từ hợp âm re trở đi thì hòa âm đã được xếp theo quãng 4 rất rõ rệt, đó là re này, xong rồi đến son, re này, xong rồi son là hợp âm son thứ ở chữ lên nhá, rồi lại đô trưởng này, tình yêu này, mến là pha này, xong lại si dáng này, rồi lại mi này, là re. Đó, re son là quãng 4 này, son đô là quãng 4 này, đô pha quãng 4 này, pha si quãng 4, si mi quãng 4, mi là re. Đó, cứ lần lượt thế thôi. Cả phần điệp khúc này chúng ta dùng hòa âm quãng 4. Thì đấy là câu phần điệp khúc như thế. Câu sau cũng y thế thôi. Đấy, cũng lại là con xin số cái sự thay đổi, đó là có một số sự lưu ý, đó là cái chữ nhờ những hy sinh, có thể chúng ta thay vì hợp âm dùng hợp âm này, hợp âm mi đi hoặc là mi thứ bảy tháng năm, thì chúng ta có thể dùng nhớ những hy sinh cũng được, nhớ những hy sinh được em âm, đó cũng là một phương án ok. Nhưng mà theo mình thấy dùng hợp âm mi đi này nó sẽ thuận với cái vòng hợp âm quãng 4 và cũng dễ bấm, quen tay hơn cho mọi người. Thì mấu chốt ở phần điệp khúc này chúng ta dùng hòa âm quãng 4 gồm re, son, đô, fa, si, mi, la, re. Re này, re này, son này, đô này, fa, si, sa, mi, rồi lại la, re quãng 4. Vậy con xin vọng là video sẽ giúp các bạn đệm bài này dễ dàng hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những series hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Tiến thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại.